nay chia sẻ thêm cho anh em một cái quỹ công như này. Thì theo cách truyền thống của ban mà bình thường anh em làm ấy là sẽ xẻ rãnh như này này. Nhưng mà khi mà xẻ rãnh các đầu gốc ấy là các vết nó sẽ bị gần như này. Đấy, kể cả gốc mà gốc có cong khoảng tầm R50 anh em uốn là có thể bị gãy nếu mà ngày 24. Đấy, còn nếu mà để ở những thứ như này là anh em sẽ bị gần như này, khó tránh khỏi này. Thay vì giải pháp đó là anh em có thể dùng cái cữ nhựa uốn cong này. Em nhìn không? Đó. Đây là mình đang làm bắt vít thử này. Đây anh em nhìn này. Là anh chị em chỉ có hệ hạ tền mặt xuống và làm dụng cụ uốn cong này đây. Đây anh em nhìn này. Cái tay mình đang tề cái mặt này này, anh em nhìn không? Cái đường gân của mình để lại này nó khoảng 0.5 thôi, 0.5 mm. Để tại sao? Tại vì không phải đánh giáp nữa là anh em mình có thể uốn cong này lên được này, nó rất là mềm, đúng không? Đó. Thì khi mà anh em uốn xong rồi là nó bề mặt nó không còn bị gằn nữa, nhìn thẩm mỹ rất là cao, em hiểu không? Có một số anh em chia sẻ cái mũi khoét, nhưng mà cái mũi khoét đấy mình thấy không hiệu quả. Tại vì sao? Thứ nhất là anh em phải tốn nhiều công, thứ nhất là bơm keo vào trong. Đó. Thứ hai nữa là khi mà anh em làm ấy là cái con dao đấy nó chạy cái độ văng rất là cao, có thể văng phôi đấy, mình chạy một vài lần nó bị cháy à. Anh em theo cách của mình là anh em nên dùng cái uốn cong nhảy nhá, để độ thẩm mỹ cao này, anh em so sánh nhá, hai cái nhá, được không? Thì cả cái này làm bằng nghiêm trắng thì nó cũng không có một vết gần nào đâu. Và đặc biệt đấy là anh em khi mà tề như này ấy, là anh em xuất hàng loạt ấy là mình sẽ không phải xếp tay nữa, tại vì mình chỉ có hạ nền thôi. Hạ nền thôi. Ok, chào tất cả anh em nhé, hẹn anh em vào các clip tiếp theo. Bye bye.